nó sẽ tạo một cái kích thước mới, thì vào nó bắt đầu là nó mới tăng cái vòng của cái chu vi của cái dương vật lên, nó bó sát vào cái thành âm đạo, nó cọ cái điểm G đấy. Phụ nữ nó sướng hơn, mà đàn ông mình nó có cái này, nó là cái trợ thủ đắc lực này rồi. Nó trợ thủ để nó làm việc thay cho cái dương vật của mình. Mình nâu ra hơn mà phụ nữ người ta được cảm nhận nhiều hơn. Cái kích thước cỡ nó to thì thôi, sai Ôi giời, nhiều thanh niên to vẫn vẫn thích muốn làm ấy. Lại muốn là phụ nữ người ta phải sướng hơn tí nữa. Chứ không là chẳng may phụ nữ ra ngoài người ta lại gặp cái thằng nào nó súng nó to hơn, thì cái lúc quan hệ nó lại cứ nghĩ đến cái thằng mà nó được tiếp xúc nhiều ấy. Cứ nghĩ đến cái thằng nó to mà nó lại có hàng nữa, bi nữa gì. Nói chung là cứ làm cho phụ nữ sướng là nó nhớ mãi.